anh đã phát giác Lục Dương gia cấu kết với Tu Phèn âm mưu làm phản, và mật hàm làm phản đã lọt vào trong tay của anh. Hiện bây giờ anh đã bị bao vây ở khu Bách Lý Mộ, em hãy tới ngay đi. Ông có sao không? Hả? Quả chân tà thần. Mang dây mặt hàm của Lục Dương gia cho ta. Cứu tôi. Đúng rồi, để đánh cho tôi. Mày chạy đi. Chị không biết tự lượng sức mình. Quá lòng xúc động. Bà cô tướng quân đi. Liên quan Hoàng Phong. Giờ mặt hàm ra thì ta sẽ tha cho ngươi. Có thể trừng trị cái tên bán nước này, cho dù chết có xá gì chứ. Nhị huynh bị thương nặng quá. Mật hàm đó là tổ chứng của Dương gia cấu kết với Tu Phèn. Hổ phù là tính vật, để hãy mau tới kinh thành kiếm Trần Đô Hộ giúp đỡ, để đi gặp tướng quốc đại nhân. Hãy lấy cái bì thư này đánh lạc hướng nó đi. Nhị huynh, đừng làm huynh thất vọng, đi mau đi. Chuyện như vậy à? Đi chết đi! Băng Hỏa Trưởng! Tôi đánh thiệt đó! Đem bỏ cũng không đưa cho ngươi đâu. Chết, đã mất mưu. Ngươi muốn chạy hả? Nè, chỉ có thời gian một cây nhang thôi. Mau lên. Mau lên đi. Mỗi người có một cây lạp xưởng hả? Mày nha, đừng học hư, dám lên người ta tắm hả? Nhỏ à, mẹ mày kêu bây giờ ngủ kìa. Hey, càng tắm thì càng lạnh, không nóng chút nào. Ơi, đúng vậy, chắc chắn là có lợi cho con chuột mà. Hả? Rồi. Ê, tránh ra. Tránh ra đi. Đừng có làm bộ nha. Mấy người làm biến quá hả? Thời gian qua mau quá, tôi còn dài quá vậy nè. Bộ tôi tính cây nhang này sao? Không phải đâu. Đây nè, tiêu chuẩn của tôi là cây nhang này nè. Muốn ăn gian hả? Đâu có được. Bây giờ tới cây này nè, mau đưa tiền đây, đừng có nói nhiều. Bây giờ tới cây này đây nè. La cái gì chứ? Bà chủ như vậy đi đâu mà kiếm đèn nước này nọ? Đúng rồi. Phải cần tiền vốn chứ. Mau đưa tiền đây, mới cho tắm. Đây, tiền vốn phải có mới được. Đây, không có nói nhiều, đây. Tình ơi.
quá. Ai tao nói tao vậy? Đâu phải tôi đâu. Xuất thủy phù dung. Nó là ai vậy? Có người bay ở trên trời kìa, có người bay ở trên trời. Người mới đó nha. Lại có một người bay ở trên trời nữa, vậy em đi nha. Tránh ra đi. Người đó ở đâu rồi? Không biết. Chết rồi, cô cố trong này. Chúng cái đi hỏi lên sao? Đã gặp chuyện như vậy nhiều rồi, đừng có sợ nha. Ma mặc quần áo vô đi, thấy ghê quá à. Mặc vô. Y như là con chó chết vậy, không nhúc nhích gì hết. Thầy giờ kéo nó lên đi, kéo nó lên. Tôi không biết lội đâu. Ê, kéo nó vô phòng đi. Lục Diên Gia, Mặc Hàm đâu? Tôi sẽ không có sợ ý nữa. Ngươi là đại tướng số 1 của ta. Ta truyền thụ quả dân thần công cho ngươi, chính là muốn ngươi góp sức cho ta thống nhất Giang Sơn. Vậy mà bây giờ một tên võ tướng nhỏ nhòi ngươi cũng giải quyết không nổi, làm sao xứng với cái danh quả dân tà thần? Ngươi làm việc ta làm sao yên lòng được? Ảnh Hà, chị đừng có khoe khoang như vậy. Dù sao đi nữa, mình cũng đã chơi thân từ nhỏ rồi. Nếu mà chị lên tiếng, tôi vui lòng giúp cho chị. Ở đây ta là chủ, không ai có thể tự quyết định. Quả dân tà thần không bao giờ làm ta thất vọng đâu. Dạ, Dương gia. Ta đâu nỡ lòng cho ngươi đi mạo hiểm chứ. Thiệt là hết sảy, đẹp trai phong nhã. Ê, cái tướng mất dạy, đầu tôm mắt chuột, không ăn cắp thì là hiếp dâm, đem tới nhà môn biết chừng đâu có thưởng đó hả? Người ta bệnh đến nông nỗi này ông còn thảy đá xuống giếng. Đúng rồi. Ra ngoài đi, mấy ông nhiều chuyện quá. Đi ra ngoài đi, hết đi, đi đi. Đi ra ngoài. Để em hầu hạ anh nha. Ê, Quang Ấn. Đúng là tuổi trẻ xuất sắc. Ê, nếu như mình làm bà quan thì sướng quá rồi. Anh tỉnh rồi hả? Tôi nằm nghỉ thêm chút đi. Đừng đợi, tôi không sao đâu. Có phải cô? Đúng rồi, có sao không vậy? Bây giờ mau đắp mình lại đi, anh bị cảm rồi đó. Danh tính của cô, tương phùng cần chi phải quen thân hiệp sĩ. Tôi không phải là hiệp sĩ đâu, tôi tên là Quyền Minh. Thì ra là anh Minh à, em tên là Đặng Liên Như đây. Hôm nay chạm trán rồi, có thể nói là duyên phận. Anh cứ coi như là của anh đi mà, ráng nghỉ ngơi đi nha. Anh tỉnh lại rồi hả? Ông à, bưng cái ngài vô đây. Là ai? Để là quần áo tôi gì hả? Anh tỉnh lại rồi à? Là chồng của tôi cởi quần áo của anh đó, trả lại cho anh đầy đủ nè. Sẵn đóng đó uống đi. Dạ, cảm ơn nhiều. Đem phụ anh nha.
Chị Như à, tôi đã tính kỹ giùm chị rồi. Anh làm dơ cái thùng nước nóng như vậy phải tính 3 lượng. Phòng củi sửa lại phòng khách cũng 3 lượng. Canh gừng thì 2 lượng. Thì chết đi. Xin lỗi anh nha, anh cứ coi như là nhà của anh ở lại dưỡng bệnh đi nha, được không? Như vậy tôi xin cáo từ nha, hả? Tránh ra làm ơn. Chị Như à, chơi vậy đâu có được, khắc khe chúng tôi vậy lại chơi với anh không có công bằng nữa nha. Mất công bằng cái gì chứ, tất cả là của tôi mà, tôi thích tính sao thì tính, ăn thua gì tới mấy ông chứ, bây giờ muốn cái gì? Anh Minh à, cứ mặc kệ họ đi nha, cứ ở lại đi thêm mấy ngày nữa đi. Xin lỗi nha, tôi có chuyện quan trọng phải làm. Anh đi thiệt hả? Cáo từ. Nè, anh chưa lành hẳn đâu, coi chừng bị cảm lại đó nha hông. Cảm ơn cô đã quan tâm. Anh mà trở về là chó là heo. Quả như là một đấng hào kiệt. Đi chết đi. Tôi không tin là anh không quay trở về. Đô hộ đại nhân. Ủa, ngươi là ai? Ta là Quyền Minh, lần nghĩa đệ của Trương Bộ Tiết Độ Sứ Thường Bắc. Ông ta vẫn khỏe chứ? Hiện bây giờ ông ta ở đâu vậy? Ông đã hy sinh rồi, đã bị quả giang tài giết chết. Ông nhờ ông dẫn tôi đi gặp tướng Quốc đại nhân có chuyện quan trọng. Ngươi có gì chứng minh ngươi là nghĩa đệ của Trương Lộ chứ hả? Giờ có hổ phò của nghĩa huynh chính là bằng chứng. Hổ phò đâu rồi? Đâu rồi hả? Cũng không sao, tôi có mặt hàm của nghĩa huynh, chờ một lát nha. Chờ một lát hả? Đâu mất tiêu rồi? Chính là ở trong này mà. Đâu rồi hả? Đừng hiểu lầm. Ngừng tay, đừng có đuổi theo nữa. Tôi nhất định sẽ trở lại. Nếu như hắn muốn hành thích ta thì các người đây không phải là đối thủ của hắn. Tập hoài mà ôi quá rồi, muốn chết rồi đấy. Còn chưa dọn cơm ra nữa. Hết rồi. Qua đây. Là ai vậy? Ô, là cậu à? Dạ đúng vậy. Hôm nay sắc mặt hồng hào đó nha. Lành lại hết rồi, anh em xuyên tập quá ha. Đúng vậy, Lục Dương gia tổ chức ngày lễ mời chúng tôi đi biểu diễn. Đúng rồi, bà chủ đâu? Không biết nữa, tôi đi tìm bà giùm cho cậu nha hả? Thôi tôi khỏi cần làm phiền bà, tôi về lấy lại đồ đạc rồi đi ngay. Chịu về rồi hay sao? Chuyện gì đây? Có sao không? Hèn nhát như vậy đi trở về đâu phải đàn ông. Cô ăn cắp đồ của tôi trả lại cho tôi. Cái gì mà ăn cắp đồ? Cô đừng có làm bộ nữa nha. Hèn gì mà cô dám chắc tôi trở về. Như vậy thì ra cô đã dở trò rồi. Cô giỏi thật, tôi thật là khâm phục đó. Rốt cuộc anh đã biết thưởng thức em rồi sao? Em đẹp như nàng tiên, thông minh tuyệt đỉnh, anh làm sao bay khỏi được tầm tay của em chứ? Là cô ăn cắp thiệt hả? Anh nói sao là vậy sao? Không có bằng chứng gì hết, nhưng mà có những người làm chứng nè. Tôi từng nói nếu anh trở về anh sẽ là cái chi chi đó. Tôi có nói vậy sao? Chị Tường à, có người lãng trí kìa, mau nhắc lại ảnh đi. Ê cha ơi, chuyện gì mà anh đã quên rồi hả? Chị Như đã từng nói nếu mà anh trở về thì anh là chó là heo đó. Đúng vậy, còn mất cái dòng họ nữa kìa, còn mất dòng dõi nữa đó. Tôi mà ngu trù ẻ mình sao? Em hả, thì rộng lượng lắm, anh có thể ở lại đây để kiếm lại những gì mà anh muốn. Sáng mai chúng tôi đã vô thành để biểu diễn cho Dương gia và tướng quốc coi. Anh cứ đi theo làm chuyện lặt vặt hầu hạ anh em đi, biết không? Được rồi, hầu để có dịp gần gũi tướng quốc và kiếm lại hổ phù cái bộ mình phải ở lại đây rồi. Cơ hội tới rồi, con chạy đi đâu được nữa. Khi khổng khi không nhào ra một người không biết gì hết. Hết dịp rồi. Ê, ngươi định gì đó?
Nè, vô đây, vô đây. Hấp dẫn lắm, vô coi đi. Ây da. Không có liên quan gì tôi đâu. Tôi không thấy gì hết á. Tôi chịu đền 10 lượng. Tôi chịu đền 10 lượng mà. 10 lượng, 10 lượng có ai vô đâu. Tắt công quan phủ bây giờ đó, đồ mất dạy. Ở đâu hả? Trong này cũng không có nữa. Ở đâu hả? Nè, muốn đi đâu vậy? Sao tôi ở trong này vậy? Ý, chắc chắn là tôi mộng du rồi. Trở về ngủ tiếp để. Nếu như mà làm cho tôi sướng, bao nhiêu tôi cũng trả. Vấn đề bảo an thế nào? Phân phối đàng hoàng rồi chứ? Bẩm tướng quốc đại nhân, hết sức an toàn. Tốt. Lần này Lục Dương gia lại tới trễ nữa rồi. Hoàng lớn là gì mà không biết phải chờ tới chừng nào nữa. Xin chào Lục Dương gia. Chào Lục Dương gia. Chào Lục Dương gia. Miễn đi. Khởi trống. Nha, đừng có làm mất mặt đó, có mặt Lục Dương gia đó nha. Ông anh ơi, anh ơi, à anh ơi, anh ơi, làm như ngon lắm, không nếm xỉu người ta. Anh hai có coi thiệt sao? Đúng rồi, làm quan đó. Rồi đó, anh em ráng lên nha. Hôm nay tràn đầy ca vũ thanh bình, vạn dân đồng lạc. Tướng quốc, mặt mày của ông tại sao lại ủ rũ như vậy chứ? Chắc Dương gia đã lâu không có ra ngoài, cho nên không biết. Bá tánh lầm than, hạn hán liên miên, thiên hạ khó thở. Bổn quan đã có thượng tấu triều đình, để mà yêu cầu triều đình giảm bớt thuế má. Nói thật nha, cái buổi lễ này thì là lãng phí quá. Tướng quốc, ông đúng là bà nội trợ. Hiện nay địch đang xâm lược, cho nên ta phải tăng cường quân bị. Ta muốn tổ chức buổi lễ này chẳng qua là muốn quỷ lạo quân dân, đề cao sĩ khí để giữ xã tắc. Ông nên tới biên cương để theo dõi đi. Dương gia, ngài nên biết rằng quốc gia phải lấy dân làm trọng,
Nếu như bất chấp dân sinh thì quốc gia sẽ càng ngày càng thêm suy yếu. Này ba tánh đang nhịn đói chịu cực chịu khổ, nếu như không tìm cách giải quyết thì mai mốt sẽ nội ưu ngoại hoạn, đến chừng đó sẽ không ai chống đỡ. Xin Dương gia hãy suy xét cho kỹ càng. Nếu như Dương gia có thể bỏ ân oán cá nhân thì tự nhiên sẽ được ba tánh mến chuộng thôi. Vậy có nghĩa là bá tánh ghét ta lắm chứ gì? Nay ta đã nắm giữ hết binh quyền, không có ai dám đá động đến ta nữa đâu. Tướng quốc đại nhân, ông hãy yên lòng đi. Kẻ không ngại cường quyền vẫn còn thiếu gì. Không ngại cường quyền thật là gan dạ. Hôm nay bổn dương gia thiệt là vui mừng lắm. Ngươi đi đâu vậy? Có thức khách. Bảo vệ dương gia. Đừng để nó thoát. Bảo vệ đại nhân. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Quẩy dân tà thần. Đại nhân, ngài không sao chứ? Lại là ngươi. Đã đoán biết là người xuất chiêu này rồi. Chúng đại bao giây hả? Sao vậy? Xin lỗi Dương gia. Có thích khách vô đây, sao mấy người không biết vậy? Hôm nay tôi mất hứng lắm, không biết mấy người tìm thứ người gì tới đây biểu diễn. Nghe kỹ đây, bắt hết thôi về điều tra cho kỹ. Dạ Dương gia. Chị nhiều kiếm. Được. Bị trúng quyền khúc kỳ, hai chân không cử động được nữa. Con ngươi còn chạy đi đâu nữa? Ta dùng tay để mà thế chân. Hít. Mặt hàm đâu? Người giết chết ta rồi thì đừng có hòng lấy mặt hàm. Anh đứng đây làm gì? Thì chờ anh đó, giờ này mới tới. Đi tìm thử coi. Ồ. Hả? Sao lại đi không được vậy? Quay nè, chờ tôi với. Cái sợ, tôi là bồ đầu. Tôi tính là tới kinh thành để thăm bà con của tôi. Đi ngang qua khu này. Đừng nhúc nhích. Cái bẫy này có độc. Để tôi coi thử.
Coi coi có nghiêm trọng không? Đau quá. Tôi hút độc ra cho cô ráng nhìn đi. Anh Trấn à, rừng cây âm mưu lại có một cô đẹp như vậy xuất hiện, chắc chắn là muốn dụ tụi dâm tặc, anh nên tránh xa là hơn. Giang hồ cứu nguy không thể khoanh tay đứng nhìn được, ngần ngại làm chi cho nhiều chứ. Ủa, đúng rồi, sao anh biết tôi tin Trấn gì? Tôi để lặt tẩy anh, em gái của anh là Liên Như, anh em sống chung nương tựa với nhau chứ gì. Anh còn biết được gì hả? Còn biết là tướng quốc đại nhân có nạn nữa, tôi có tình tới đây giúp ổng. Hay, anh bạn đúng là tiên đoán như thần đó. Không dám không dám, thần toán tử Quyền Minh đang được đồn ở trên giang hồ chính là tại hạ, không có dấu gì người. Vậy chanh có đoán biết hôm nay anh gặp nạn hay không? Không cần phải chơi tuyệt như vậy chứ. Anh là ai đây? Tại sao phải lật tẩy của tôi? Có ý đồ gì? Tôi chỉ nói chơi với anh thôi. Tôi quen em gái của anh, cô còn giữ tôi ở lại trong nhà của anh nữa kìa. À đúng rồi, giải quyết cổ như thế nào đây? Ráng nhìn chút nha. Lần này quan phủ điều tra cấm mình làm việc 1 tháng. Cũng may là coi được người đẹp cũng đỡ chán. Đúng rồi, nếu cứ được cổ hay làm không ở đây 10 năm cũng chịu mà. Chuyện thiệt thòi vậy anh cũng chịu à? Anh làm việc ở đây cũng thiệt thòi vậy sao anh cũng chịu làm? Tôi thấy đáng mà. Ít nhất là 10 ngày sau cô mới đi được. Cơ lại đây đi. Thiệt lên làm phiền anh. Có gì hay mà coi chứ, tôi cũng là đàn bà mà sao con thấy mấy anh coi. Mà đi đi. Hả? Ra ngoài tập đi, đi đi, lẹ lên đi, đi đi. Đi đi. Vậy sao chị không đi? Đi đi. Anh Minh à. Một cái chân bị thương thôi, cần gì phải 4 bàn tay chứ. Ra tập trung với em đi nha. Được rồi, cô ra trước đi. Thiệt nha, ra liền đó. Anh à, tôi thoa bóp quyệt đạo cho cô nha. Như vậy sẽ mau lành hơn. Đưa đi. Muốn thử tôi biết giỏi hay không? Xin lỗi nha, tôi hơi mạnh tay, có phải là đau lắm không? Có phải không vậy? Không sao. Tôi nhẹ tay một chút nha. Dũng tiên quyệt bàn chân của cô không có sức chống đỡ, không lẽ cô không biết võ thật sao? Sức đã theo đào qua bên quyệt khúc dương rồi. Chào cô. Chào cô. Chị Tương, chồng của tôi làm một cái nạn cho cô, không biết có dùng được hay không, hay là cô dùng thử đi. Trời trời, cháu làm có thể dùng sức đời. Thôi đi, nói bậy không à. Con nít nói bậy, cô đừng có trách chết nha. Không sao đâu. Tự nhiên à. Hay vàng cái bánh bao đã. Được cái cháo nha. Được cháo rồi. Hả? Không cần cái cháo nha. Hả? Được, cảm ơn nhiều. Ê, tính ra, tính ra. Nè, ăn miếng giò heo bổ thận nha. Wow, hai người tới trễ hả? Cấm không được ăn đâu, tiếp tục tập nữa. Anh Trấn ít khi có dịp về đoàn tụ, ăn xong rồi mới tập nha. Ai mà người một nhà với ông chứ, không biết đường sơ gương đi. Nè, tối ngày cũng tại mày đó, không báo thức ta, xém bị mày hại chết rồi. Tôi đáng chết, tôi đáng đời. Đi chết đi. Ây da. Đè chuột à, cái thứ đàn bà khó chịu như vậy mà mày chịu ăn cỏ hay sao chứ. Tự lo liệu đi nha. Hay da, gây nhau cũng là một loại tình tứ mà. Thôi, mình đi tập, đi. Chúng ta đi chung một chiếc thuyền. Anh bộ nói mình là người một nhà, như vậy là sai hay sao? Tóm lại em không thích nó. Chị à, em đỡ chị nha. Được, ngoan. Quỳ nè, để tôi đỡ cô nha. Nè, qua đây, ngồi đi. Nè, Quỳ, sao cô dễ bị thương quá vậy? Không sao chứ? Tôi không sao. Nè, phải cẩn thận nữa nha hả? Anh Kiên à, nhường chỗ cho cô ngồi đi, mau lên.
Anh Kiên sao còn ngồi đó nữa? Ờ, được, được, được. Nè nè, anh xích qua chút xíu đi. Xích qua chút đi. Lục cô nương à. Nè cô nương, tôi có nấu canh chân gà cho cô, để cho cô bổ chân đó. Cô ấy uống đi nha, uống đi. Cảm ơn. Ồ, không có gì. Ây da, đông quá, phòng chết rồi. Anh Minh à, anh có thấy ông gấp giùm em đi. Anh Minh à, đau quá, gấp giùm em đi. Gấp giùm em đi. Gấp giùm cô à, còn khuya. Nếu mà tay của cô bị cùi, tôi sẽ gấp giùm cô. Nè, ăn đi. Cảm ơn nhiều. Chị canh có ngon hay không vậy? Em ăn thử coi. Nè con à, đừng có làm quấy chị. Qua bên mẹ đi, qua đây đi. Ê, qua đây, qua đây. Nè anh Trắng à, từ ngày anh dọn tới nhà bồn mỡ, thằng Đào có hỏi chừng nào anh mới về. Hay là anh dọn về đây ở đi hả? Ờ đúng, đúng rồi. Dọn về ở đi hả? Tướng quốc đã có nói là sống chết có mạng, biểu tôi là không cần tốn sức bảo vệ chồng. Nhưng mà bây giờ gian thần đương đạo, tới đâu tôi cũng không được yên lòng. Còn có rất là nhiều kẻ vô liêm sĩ bán nước bán nhà, làm tại sao cho Lục Dương gia biết họ hối cải đi. Nè, đừng có ăn nói tầm bậy tầm bạ nha, có chừng người ta nghe được đó. Sợ cái gì chứ, tôi nói sự thật mà. Tôi nói có đúng không cô hả? Anh Trấn, võ công của anh cao cường, sư phụ của anh là ai vậy? Tôi học nghề ở Quê Sơn. Ồ, như vậy là thất kính. Nhưng mà danh môn chánh phái, coi trọng nhân nghĩa lăn lóc ở trong quan trường, đen tối thiệt thòi lắm, có phải không vậy anh Trắng hả? Anh nói dòng do Tam Quốc như vậy, hình như là ám chỉ cái gì đó, phải không? Cô Hà là một người không rõ lai lịch, trà trộn vô đây, anh không có nghi ngờ gì sao? Anh thì là không có một chút gì nghi ngờ sao? Sẵn đây mà nói nha, võ công của anh cao cường như vậy, là núp ở trong gánh hát, chuyện này cũng đáng nghi ngờ đó. Anh ở lại cái chỗ này, theo lẽ thì không phải là gì đứa em gái điên điên khùng khùng của tôi chứ, có phải không? Anh cũng thường hay nói là giang hồ hiểm trá, nếu nhanh không gây chuyện trong phạm vi của tôi thì tôi sẽ mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà tôi dám chắc anh là một người tốt. Vậy có hả? Đàng hoàng hơn anh. Anh đừng bị bề ngoài của cô đánh lừa nha, phải cẩn thận là hơn. Tại sao vậy? À không, ý của tôi là cẩn thận chăm sóc cho cô đó. Tôi sẽ cảm ơn anh thích đáng mà. Cô cảm ơn anh được rồi. Điều là công lao của anh, không mắc mớ tới tôi. Thì cả hai anh đều có công mà. Cô Hà, cô cũng gần là hết rồi đó. Đắp thêm 2 lần thuốc nữa là cô có thể đi lại tự do. Tới lúc đó cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi. Có sao không? Không sao chứ? Tôi cũng không biết. Hễ mà tôi cử động thì cái chân tôi lại bị đau. Từ từ đi, không sao đâu. Mật Hàm, còn không trúng kế sao? Còn 2 hôm nữa là tôi sẽ đi. Đi mau gì? Làm phiền mấy anh tôi thì là thấy ngại lắm. Cô phải đi rồi hả? Thiệt là hay quá, cảm ơn trời Phật nha. Ăn chén chè đi anh. Em tính bưng chén chè cho anh hai em, nào ngờ đi ngang phòng của anh. Anh là khách mà, ăn trước đi. Anh hai của cô ở bên đông, tôi ở bên tây, sao cô lại đi ngang chứ? Không, chỗ này rộng quá, em cứ đi lạc hướng hoài hả? Sẵn nóng nè, ăn đi anh, ăn đi. Cô Hà, bồi bổ dưỡng da, cái này rất là ngon đó, ăn thử đi. Nè, ăn đi, ăn đi. Tôi không ăn đâu, hay là anh ăn đi. Cái gì? Là cái gì đó hả? Sao khó ăn vậy? Thật ra em nấu cái gì đây? Anh không ăn hả? Để em ăn. Mấy người không ăn thì thôi, ngọt ghê gì đó, ngọt như là đường mật. Tôi về phòng của tôi nha. Tại sao lại về sớm vậy? Như vậy có phải cẩn thận, nhớ là đừng có đi làng quạng. Tôi biết mà, anh cũng phải cẩn thận nha. Dám gì giật chết tôi đó hả? Cô làm cái gì vậy? Giờ tôi cạo sạch đầu của cô, móc mắt của cô,
móc luôn lưỡi của cô và thẻo cái mũi của cô nữa, coi cô còn lấy giành giật với tôi nữa hay không chứ. Đừng nha, tôi sợ quá à. Sợ quá đi nè. Đừng má, đừng. Sao người chém má lại là tôi vậy? Không liên quan tới tôi đâu, nãy giờ tôi thấy cô cầm dao múa bên này rồi múa bên kia, thẻo bên này rồi sắt bên kia mà. Đừng nha, đừng có quấy dùng dao của tôi sợ cô rồi mà. Bây giờ tôi không giành giật với cô nữa. Tôi đâu dám giành giật với cô. Cô tha thứ cho tôi đi nha. Xin lỗi nha, cô nói cũng đúng. Cô đẹp hơn tôi, là lớn hơn tôi. Chỗ này thì nhỏ hơn tôi, còn chỗ này cũng tròn hơn tôi. Cô cho tôi cơ hội đi nha. Tôi không có giành giật với cô đâu. Nhưng mà vậy tôi thật tình yêu anh Minh lắm. Cứ nhường cho tôi đi nha. Cô cặp với anh hai của tôi đi. Không có anh Minh là tôi chết đó. Tôi đâu có xứng với lại anh Minh chứ. Với điều kiện của cô thì cô thiếu gì cơ hội. Thiệt sao? Cô Quyền với lại anh Minh lâu lắm rồi sao? Chuyện tình cảm không phải tính theo thời gian được đâu. Chưa rõ lai lịch của anh ta thì là thiệt thòi lắm đó. Tôi biết nhiều chuyện bí mật của anh lắm. Anh ta ngủ ở chạy nước miếng. Anh mặc quần áo hả? Không có mặc quần lót đâu. Hay da, tôi chết rồi lại nói cho cô biết nữa rồi. Sao cô lại biết vậy? Tôi đoán vậy thôi. Nè, há miệng lớn ra đi. Đã dễ xong rồi thì là đẹp lắm. Thiệt hả? Da đẹp thiệt đó. Tôi cảm thấy môi tôi dễ hơi lớn một chút đó. Bây giờ tình hình lắm đó, như vậy mới thấy thiệt tình, mới thấy phóng khoáng chứ. Đúng là đẹp nhất dùng rồi. Thế được cho cô miễn phí tháng này đó. Còn không mê chết mấy ổng sao? Trời xanh tôi đẹp á, trên đời này có kiếm được người thứ hai không chứ? Cô Hà, cô đoán cô anh Minh có chịu tôi hay không nè? Một hũ canh ngon, một gương mặt đẹp, đàn ông nào mà không sáng mắt? Mau đi đi, ăn chắc đó. Thiệt sao? Thiệt mà. Cái thằng mắc dịch, giành gái với tao hả? Cho mày chết luôn. Cho mày chết luôn. Cái con mẹ kia cũng thấy ghét. Hãy mà gặp thằng nào thì thích thằng đó à. Chém chết bà luôn. Chém chết bà luôn. Một hũ canh ngon, một khuôn mặt đẹp, đàn ông nào mà không sáng mắt chứ. Chém chết cái đồ gian phu dâm phụ. Chém cho chết luôn. Không lẽ đẹp thiệt hay sao? Chút nữa anh Minh gặp mình chắc chắn thế nào cũng bất ngờ. Đâu rồi? Ai đánh tôi vậy? Tội nghiệp quá, làm cho tôi bị đuôi rồi. Có phải thế tôi đẹp quá được mong quỷ dung nhan của tôi không? Chị Như, thuốc đã sắc xong rồi, uống được rồi đó. Cảm ơn. Ây da, nóng quá. Hay là tôi để xuống đây chờ cho nó nguội một chút đi hả? Ây da, làm kiểu này không biết có hiệu quả hay không. Mấy người đừng có tưởng là tôi không thấy là làm biếng đó nha. Nhất là anh Tỷ đó. Anh lười biếng quá, tập lộn mẹ cho tôi 100 cái. Chậm quá vậy, lẹ lên đi. Được rồi, được rồi. Như vậy mới coi được đó.
Wow, coi này, nghe chưa nghe. Wow. Chạy cho kẹo, kẹo, kẹo nữa đi. Wow. Ôi, vậy dữ hả? Nhảy nhanh ghê ha. Có đáng gì đâu. Ờ? Làm biết hả? Tốn danh tình không biết. Lộn tay 30 cái. Dạ. Cấm làm miếng đó nha. Ờ, biết rồi. Rồi. Sao giờ này mới tới? À, hôm nay tôi gặp ma đó. Vậy sao? Đúng vậy, tướng của nó thì là dễ sợ lắm. Mặt thì trắng, răng thì đen xì à. Cho nên sáng sớm tôi phải mua đồ về cúng. Có dễ sợ thiệt không? Thiệt đó, nhưng mà cũng may là tôi đuổi nó đi rồi. Nếu không á, chắc chắn sẽ nhập vào thân cô đó. Được, nếu anh đã bị thiệt thòi như vậy, tôi cũng sẽ tặng riêng cho anh một cái mục nha. Làm anh được nổi, làm đắt ná bằng ngực. Hả? Làm nát đá bằng ngực hả? Ây da! Wow! Chị! Xin chào! Chào anh! Anh này anh Minh nè! Quần áo của anh tôi đem giặt nha! Thành thật cảm ơn! Tối ngày cứ làm phiền tới chị! Có chị đâu! Làm phiền chị nha! Đừng kết xấu quá mà! Nè! Chị Thương à! Chị bận rộn như vậy để tôi giặt quần áo giùm chị nha. Cảm ơn cô nha. Không có chi. Ê, anh Minh. Ờ, chị. Sao lại sớm quá vậy? Anh Minh, em biết rồi, hồi hôm là anh đó mà. Hồi hôm? Hồi hôm đã xảy ra chuyện gì? Vô duyên quá, mắc cỡ cái gì chứ. Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi mà, anh cứ nhận đại đi. Nhận? Nhận cái gì? Ây da, cái thằng mắc dịch, rõ ràng là muốn giành cái giữa mất gần với tao mà. Anh muốn rờ em thôi, nhưng mà em không có trách anh đâu. Giao hết cho anh cũng sẵn sàng mà. Nhưng mà anh phải nhẹ nhẹ một chút, đừng có mạnh tay quá đó nha. Tôi muốn rờ cô. Hay là cô muốn rờ tôi đây? Xê, đã làm thì sợ cái gì? Hồi hôm anh đã rờ em chỗ này nè. Ủa, như vậy mà cô cũng nói ra được à? Con mắt này của cô thấy gì? Mắt trái hay là mắt phải? Ờ, à, em hai mắt của em đều không thấy. Cô đừng có ý anh hai của cô làm quan. Thì muốn sao cứ làm đại nha. Cô có chứng cứ gì chứng minh chứ ạ? Có căn phòng là của anh, không phải là của anh còn ai nữa. Muốn chối hả? Nửa đêm canh khuya cô mò tới, người đi báo quan là tôi. Thôi đi, em không cần biết nhiều. Tóm lại là ai đã rờ em thì em theo ảnh suốt đời, anh Minh à. Là tôi rờ cô đó. Ồ, hay quá đi. Tên dâm tặc đã tự thú rồi kìa. Chuyện đã rõ ràng như vậy đã sáng tỏ rồi. Cháy nhà thì ra mặt chuột thấy chưa. Không mắc mớ tới tôi. Tôi là người trong sạch mà. Hả? Ê, ông đi chết đi. Được, cô biểu tôi đi chết hả? Tôi đi chết ngay. Ê, ông sẽ chết ngay thiệt đó. Chết người rồi. À, chị Như à, tôi còn chưa chết mà. Vậy thì ông làm cho tôi tức chết rồi.
Ây da, lại bị đuôi đó rồi. Ây da, mặt đại quá. Đã quá. Kẻ ăn trộm đôi mắt dịch. Anh Minh. Hả? Khuya rồi có chuyện gì? Anh Minh không có tốt, đi tuần cho chắc ăn thôi. Vậy không có gì lạ chứ? Có tôi ở đây, cô yên tâm đi, ngủ ngon nha. À đúng rồi, tôi nhắc nhở cô là ở trong này trộm cướp nhiều lắm, cô phải cẩn thận nha. Dương gia đánh cờ thật là giỏi, nhưng mà sát khí đằng đằng thì là tiếc. Thừa kế hoàng đồ bá nghiệp, thống nhất giang sơn. Đại sư à, chúc đỉnh chết chóc, đó là chuyện tất nhiên thôi. Nhưng mà đó là ý trời đã định rồi, tội gì phải giết chóc bừa bãi. Cho dù là ý trời ta cũng phải đành, dù sao ta cũng phải chống đỡ với trời. Ngã Phật từ bi, thiện tài thiện tài. Dương gia, Ảnh Hà đâu? Còn chưa được tin của chị. Nếu như được trôi chảy thì mật hàm đã tới tay của mình lâu rồi. Những gì Lục Dương gia này cần thì nhất định phải tới đây. Nếu có người cản thì ta sẽ giết người. Có Phật cản, ta sẽ giết Phật. Mỗi một việc đều nằm trong tầm tay của ta. Mấy người đã theo ta lâu rồi nên hiểu tánh của ta như thế nào chứ. Ai làm được việc ta sẽ thưởng người đó. Chị à, qua đây đi, em có chuyện muốn nói với chị nè. Nè em Đào à, đừng có chạy nhanh quá. Nè đừng có chạy nhanh quá mà qua đây đi. Nè, có chuyện té đó. Anh Minh đâu rồi? Ờ, không có thấy anh. Có lẽ là ngủ rồi. Ôi, ngủ hả? Buồn ngủ quá. Đi ngủ đi. Nè Đào à, đã khuya lắm rồi đừng có chơi nữa. Mình mấy con dơ quá, về tắm đi. Đi tắm đi con. Ngủ ngon nha. Bọn có chuyện muốn tìm tôi hả? Đâu có. Nếu không có thì ngủ sớm đi. Được. Người lâu rồi. Mau đưa mặt hàm cho ta. Xuống dưới Diêm Vương mà đợi đi. Nguy hiểm, vô nhà đi. Còn chạy đi đâu nữa? Thì ra ngươi không phải là quả dân tà thần. Thật ra ngươi là ai? Kim Ngân Chảo. Có chừng. Thank you.
muốn chạy à? Anh Tường, chị Tường, Tường. Cha mẹ. Chị Tường. Cha mẹ của em không chịu trả lời em. Con cọp. Em thưa rồi. Ăn đi nha. Nè, em ăn đi. Đã tới giờ ăn cơm rồi, tất cả hãy quan cơm đi. Qua đây ăn cơm. Quan cơm đi. Chị hãy quan cơm đi. Wow, hôm nay chị lại có nhiều đồ ăn quá. Cha mẹ của em đi chợ sắp về tới rồi. Cái này em dành cho cha mẹ, không ai được ăn hết. Cha mẹ em thích ăn dừa heo lắm đó. Thôi, nín đi, nín đi. Đừng có khóc nữa mà. Rồi, chị Như à, đừng khóc chị, nữa. Chị, sao chị lại khóc vậy? Cha mẹ của chị đâu có đánh chị đâu, tại sao phải khóc? Chị đâu có khóc đâu. Chẳng qua chị Dư tới hai tới táo thôi. Chị à, chị đừng có khóc nha. Em thấy chị khóc em cũng muốn khóc nữa. Em thương chị lắm mà. Bé Đào, bé đã chờ cả ngày rồi. Lo ăn cơm đi. Dạ. Em ăn no rồi, chị tắm rửa cho em nha. Em chỉ cho mẹ tắm rửa cho em thôi. Chị tắm cho em thì lại mắc cỡ lắm. Em hãy cho chị tắm cho em nha. Tắm xong rồi chị đi chơi với em. Đi chơi trước nha. Cũng được. Đồ ăn hôm nay ngon lắm, các anh em đừng có bao uống nha. Không sai, mình nhất định quá căm hờn thành lực lượng ăn. Nhờ chị Như nói đúng đó, mình nhất định phải quá căm hờn thành lực lượng. Nè bé Đào à, qua đây đi. Chị à, chị nói dẫn em ra ngoài này chơi mà. Sao chỉ có một mình chị chơi, em không được chơi vậy hả? Khờ quá. Chị phải cho con diều bay cao rồi mới giao cho em chơi chứ. Không chịu, đi cho em đi. Chị à, đi cho em chơi đi mà. Nè nè nè, cầm chặt nha, đừng có buông tay đó. Cầm đi. Nè. Nè, coi chừng nha, cẩn thận đó. Dạ. Bay cao lên đi, bay cao lên đi. Bay cao lên đi. Ây, thì là vui quá. Bay cao lên, bay cao lên đi. Hay nha, thì là vui quá à. Anh tới đây làm gì? Tới tản bộ thôi. Vậy tại sao lại bay từ ở trên xuống? À, không khí trên đó trong sạch. Thấy chưa, tôi khỏe lắm mà. Wow, có nhiều bay cao quá nè. Anh ấy coi kìa, bé Đào chơi thì là vui lắm. Nếu như nó biết được cha mẹ của nó đã mất đi, không biết là nó sẽ ra sao. Năm cha mẹ của tôi qua đời, em Liên mới có 2 tuổi thôi. Nó cứ kêu cha mẹ cho sữa nó bú, tôi cũng không biết phải làm sao. Vậy anh làm sao? Tôi cho nó uống nước trà đắng để cho nó cai sữa. Chị à, em phát minh một con thỏ kìa. Em thì là cờ quá. Cái này gọi là phát hiện chứ không phải là phát minh. Phát minh có nghĩa là chưa bao giờ xuất hiện. Còn phát hiện thì em đã nhìn thấy được. Có rõ chưa? Ờ,
em hiểu rồi. Vậy có nghĩa là cha em phát hiện mẹ em, rồi ổng bả phát minh ra em, có phải vậy không? Tại sao anh chị không lên tiếng vậy? Thế tiền của anh chị không hiểu em nói gì sao? Hay anh chị thì là ngu quá à, nói hoài mà cũng không hiểu. Thiệt là tức chết đi. Cha mẹ của em chắc chắn là hiểu em nói cái gì. Không biết là có nhớ mua kẹo cho em ăn hay không nữa. Không biết là tối nay cha mẹ của em có về hay không. Em thiệt là nhớ ông bả lắm. Bé Đào à, cha mẹ của em sẽ không có về đây nữa đâu. Vậy cũng hay, hôm nay em có thể chờ tới tối. Chuyện đời nhiều khi không biết thì sẽ được hạnh phúc hơn là biết. Tới đâu đi nữa, nó có quyền phải biết được chân tướng chứ. Nhưng mà đôi khi chưa chắc là tìm được chân tướng. Bé Đào à, qua đây chơi có vui hay không? Dạ vui lắm chị à. Tùy thời gian thôi. Thì là bay cao quá đi, bay cao quá nè. Phải. Anh hai à, muốn làm hả? Cứ làm đi. Thôi đi, đừng có nói bậy nha. Trên đời này hành động là thực tế nhất. Để em dạy anh vài chiêu nha. Anh nhất định phải đi thẳng vào đề, bày tỏ với cổ. Đi đi. Lục Dương Gia nói từ nay không muốn gặp cái tên tả đô hộ nữa. Là giết người. Chị mềm lòng như vậy từ hồi nào đó? Có cần kẻ làm em này giúp cho chị không? Tuyết à, tôi thì là biết lo liệu. Em đừng có giết chóc bừa bãi nữa. Quái dân tà thần mà lên tiếng biểu tôi giết chóc bừa bãi à? Mau lên đi Nai ơi, em ủng hộ anh mà, đừng có sợ nha. Nếu người ta không chịu thì ngại quá đi. Đúng rồi, không được khỏi phải phiền nữa. Nè đừng có tốn thời gian rồi, đi lên đi, đi đi. Anh hai à, anh hai, tán gái không lẽ không có quà sao? Nè, nắm những thời cơ đi, đi lẹ lên đi, lẹ lên đi, đi đi anh, đi. Đi đi. Đi vô nhà quê quá đi, là bộ tét đó. Ây da, ây da, xin lỗi, làm rách áo của cô, xin lỗi, tôi lượm lại nha. Thôi khỏi. Không sao, không sao. Nếu như thân phận của tôi bị lộ, cô nói sao với lại Lục Dương Gia? Kiếm cho nút đi. Thằng Minh đã tới, kiếm cho nút cái đã. Mau lên. Đang đi nè. Anh hai, anh hai à, anh nút ở đâu vậy anh hai? À, thiệt là vai giáo, nút vào trong cái ổ ấm nè. Ra ngoài đi, ra ngoài lẹ lên đi. Để em bị anh ra nha. Anh hai à, tốt. Ơi, thôi đừng có nhìn nữa. Có cơ hội rồi, mau chạy đi. Nè, mau ôm tôi đi. Ê da, sao không thấy gì hết vậy? Ê da, ê da. Ôm cô rồi, tôi làm sao mà chạy đi? Ê, anh đã thấy hết rồi chứ gì. Anh hai tôi thiệt là giỏi ha. Anh hai tôi thiệt là giỏi ha. Nè, 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 chờ em với. Anh ấy đi đi. Đi đi.
Tại sao anh lại theo dõi tôi? Thật ra tôi đã theo dõi cô lâu lắm rồi. Cô đã từng ăn cắp một lá thư trong phòng của anh Minh. Giờ tôi đây cũng điều tra ra được anh Minh là em nuôi của Tiết Lộ Sứ Lượng Bắc. Ông ta đã có chứng cứ là Lục Dương Gia cấu kết với ông ta. Lá thư mà cô ăn cắp chính là chứng cứ. Tôi không hiểu anh nói cái gì hết. Tôi không biết là cái chết của Đô Hồ Đại Nhân có liên quan tới cô hay không, nhưng mà tôi tin rằng cô nương đây là một người tốt. Cô hợp tác với tôi bắt cô cọp giữ kia đi. Tôi không phải là người săn. Cả mẹ tôi cũng không bắt. Sau khi không cô lại giết nhiều người ở trong gánh hát vậy? Nói vậy là dạy đời tôi phải không? Tôi biết chị sợ tôi giành công lao của chị chứ gì. Chị hết xài rồi. Cô thì không phải là người. Hai vợ chồng đó không phải là mục tiêu mà cô vẫn giết. Cô có nghĩ tới đứa em bé vô tội hay không? Giỏi quá, biết nói người ta không biết nói mình. Chị giết người còn nhiều hơn tôi nữa. Chị có tư cách gì mà nói nhân từ với tôi? Chị chẳng qua là một con sủng vật bên cạnh Lục Dương Gia thôi. Không lẽ cô muốn suốt đời chôn vùi lương tâm như là một cô chó dại, cắn người 17 hay sao? Cô hãy làm lại cuộc đời đàng hoàng đi. Như vậy thì sẽ sung sướng hơn nhiều. Chịu hay không cô có quyền chọn lựa mà. Có quyền lựa chọn. Lời lẽ của chị chẳng qua là cái cớ làm phản thôi. Hiện giờ chị đang vô dự. Đó là cái tối kỵ của nhà binh. Tôi sẽ sẵn cái dịp này hơn chị. Tôi dám chắc. Còn ngõ trên trời, quay vợ biết mấy. Quả dân tà thần, ngươi không phải khao khát tự do lắm sao? Sao hôm nay ngươi lại như gà nuốt cho thun vậy? Thiệt là uổng công ta đã đào tạo ngươi. Người ta thường nói chó săn, nhưng ta chỉ muốn ngươi làm trại săn chứ không phải làm chó săn. Nếu nội trong 3 ngày ngươi lấy được đồng của Tướng Quốc trở về đây, ta sẽ cho ngươi được tự do. Có phải là ở lành không được gặp thiện hay không? Đô hộ đại nhân và vợ chồng của anh Tường sao lại bị chết thê thảm như vậy? Là cô Nhi, không biết cái gì là tốt hay là xấu. Tôi chỉ biết có người chủ. Ông nói tôi là thần, vì đau khổ tới đâu tôi cũng không có khóc. Tôi không ngờ tối nay tôi uống rượu vô rồi tôi lại chảy nước mắt. Tuy là khóc cũng chẳng giúp được gì, nhưng mà cứ đè nén trong bụng thì càng hại sức khỏe hơn. Vì sức khỏe của cô thì cô cứ tận tình uống rượu và cứ khóc đi. Đại nhân là một người quan tốt, sớm muộn sẽ bị hại. Anh hãy kêu ông cẩn thận.
Viết cái gì đây? Hẹn ngày tái ngộ, Bảo Trọng. Đâu rồi? Cô bỏ đi đâu vậy? Bái kiến đại nhân. Về sớm vậy à? Có phải điều tra ra manh mối quả dân tà thần không hả? Đã có được chút manh mối, nhưng hiện nay tôi chưa có tìm được bằng chứng. Tôi đã nhận được nguồn tin là họ sắp hành động, vậy ngài hãy mau chạy đi. Đã là quan chức còn chạy đâu chứ? Họ ra tay ác độc và chính xác, ngài ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ còn cách tăng cường phòng vệ. Nếu như ta bỏ đi, Dương gia sẽ cách chức ta đó. Thưa đại nhân, nếu ngài có chuyện gì thì không ai đối phó gián đâu. Ngươi không cần khuyên ta. Nếu như muốn chạy thì ngươi chạy đi. Ngài hãy nghe tôi nói đi. Ta đã quyết định rồi. Bảo vệ đại nhân. Bắt nó lại, bắt nó lại, mau lên. Mà chạy đi, đồ phản. Chạy đâu? Mà cút đi. Lệnh của Lục Dương gia chị dám chống sao? Hà Cô Điếm. Là cô. Quả thật là cô à? Ông quán của mình ra ngoài dưới huyết. Đại nhân, để tôi trị thương cho ngài. Thank you.
Tại sao chị em của mình lại tài sát lẫn nhau chứ? Đúng là tao bậy. Vậy sao? Hôm nay phải chết sống với chị. Đừng có ép tôi ra tay. Cô Tuyết, tôi phải chết chung với chị. Ngày nào có chị bên cạnh Lục Duyên Gia thì ông không coi trọng tôi, tôi chết cũng không nhắm mắt. Tuyết à, Tuyết à, Tuyết à. Hà cô nương, thì là không ngờ chết được bao nhiêu người cũng là vì mặt hàm thôi. Tôi tặng cho cô, để cô khỏi phải mệt nhọc. Cầm lấy đi. Lúc mà tôi tới xuống thùng nước đã làm ướt hết rồi. Nếu như không, tôi đã giao cho tướng quốc từ lâu trừng trị Lục Chương gia. Tôi không muốn nhìn thấy có ai hy sinh nữa. Trò chơi này tôi không chơi nữa. Xin cáo từ nha. Khoan đã. Chính vì đã chết biết bao nhiêu người tôi mới chơi tiếp nữa. Bây giờ tôi đi bắt cọp. Lục Dương gia cầm chú dụng đây. Cút đi. Cút đi. Cút đi. Cút đi. Đi hết đi. Cút đi. Cút đi. Cút đi. Cút đi. Mau lên, mau lên. Cút đi. Cút đi. Mau lên. Mau. Đi. 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 Mau lên. Đi. 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 Cút đi. Mau lên. Đi. Đi. Mau lên. Đi. Mau. Đi. Mau. Đi. Mau lên. Mau lên. Đi. Mau lên. Mau lên. Mau. Đi. Mau lên. Đi. 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 Mau lên. Rốt cuộc ngươi đã chịu về rồi hả? Mật hàm đâu? Như vậy coi là hoàn thành nhiệm vụ sao? Ai dám phản bội ta thì y như tờ giấy này. Mấy năm nay vì trả ơn cho ngươi, tôi đã làm biết bao nhiêu là lỗi. Ngươi còn lợi dụng con Tuyết để mà điều khiển tôi.
Con Tuyết là vì bị ngươi hại chết. Con Tuyết chết rồi sao? Là ngươi giết hả? Hai người đều là con chó của ta thôi. Ta muốn con nào chết thì con đó chết. Ta phải trả thù cho con Tuyết. Qua nhiệm trưởng. Ta đã dạy người dám thách thức với ta hả? Hắn ta kìa, ngươi đã mưu đồ đoạt quyền, trời đất không tha, thiên hạ đều muốn giết được ngươi. Trời đất, ta chính là trời đất đây, ba người phải chết, phản bội ta hả? Bội ta hả? Thank you.
đường nha, cẩn thận. Đúng rồi, anh có tính toán gì không? Tứ Hải đều là nhà thôi. Tướng quốc muốn tôi khuyên anh ở lại đây giúp việc triều đình. Nếu như tôi làm quan đó thì chắc chắn sẽ bỏ đói vợ con. Anh cũng không muốn mà. Rốt cuộc chịu đi rồi thì là đẹp trời nha. Anh thiệt may mắn. Cô nản lòng rồi chứ gì. Anh muốn. Dám đánh tôi hả? Chết đi. Không dám nữa anh chuột. Anh chuột. Em gái của anh chịu thua rồi. Đáng đời mà. Anh à, là quý em mời anh ăn nè. Ồ, ngoan, cảm ơn nhiều. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho em đào được đàng hoàng. Anh chị tôi. Quyền Minh tiếp chị. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế có chỉ, Quyền Minh, người khai phong Hà Nam, trung thành vì quốc, bảo thanh phản tặc, cấu kết tu phèn, luận công ban thưởng, nay được thí chức nhất phẩm biên kỳ đô quý, phong làm lưỡng tây tiết đại sứ, lập tức lên nhiệm, khâm thử. Ủa, anh đâu rồi? Bụi đời khi không mắc công chuyện, sáng sớm thức dậy nằm ngắm núi, dẫu sao trăm năm là giấc mơ. Lè phè đã quen, chán làm quan. Ê à, không được đâu. Làm quan mà không chịu, bỏ đi như vậy, biểu tôi làm sao vậy? Nói với hoàng thượng đây hả? Ê à.